Ngày 24 tháng 2, công ty an ninh mạng ISEC của Pháp cho biết đã phát hiện ra một phần mềm độc hại có khả năng xóa mọi dữ liệu được lưu hành trong các tổ chức của Ukraine. Phát hiện này được công bố sau khi xảy ra một cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhằm vào các trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine, các lực lượng vũ trang và hai ngân hàng lớn của Ukraine. Hồi tuần trước, 4 trang web của chính phủ Ukraine cũng đã bị đánh sập trong một vụ tấn công mạng riêng rẽ. Người dân Ukraine cho biết họ cũng nhận được những tin nhắn giả với nội dung các máy ATM ở nước này không hoạt động. Không có ai đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công này. Sự việc bị các chính phủ phương Tây đổ lỗi cho Nga. Nhưng Moscow đã liên tục bác bỏ. Hãng tin BBC đã đăng tải thông tin cho thấy một nhóm tin tặc tự phát có thể đã tự ý thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Nga cũng đã trở thành mục tiêu tấn công mạng. Một nhóm tin tặc có tên Anonymous đã lên tiếng nhận tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào một số trang web của chính phủ Nga, bao gồm Bộ Quốc phòng và các trang tin của nhà nước Nga như Russia Today. Cơ quan an ninh mạng của chính phủ Nga cũng đã cảnh báo người dân và doanh nghiệp nước này về nguy cơ các cuộc tấn công mạng trong thời gian tới. Các chuyên gia an ninh mạng cũng cho rằng cuộc xung đột trên mạng xảy ra giữa Nga và phương Tây là có thể hiện hữu. Hiện các chính phủ Mỹ, Anh đều đã cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ tấn công mạng. Hãng tin NBC còn đưa tin một số kịch bản tấn công mạng nhằm vào hệ thống Internet và hệ thống điện của Nga đã được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin này. Cuộc xung đột tại Ukraine sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá lúa mì và bánh mì đối với người dân nhiều nước, do Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Đây là cảnh báo vừa được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Kristalina Georgieva đưa ra. Trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế, giá lúa mì tăng vọt gần 12% trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 2, khi căng thẳng tại Ukraine leo thang. Lúa mì sau đó điều chỉnh giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Giới quan sát cảnh báo, nếu các cảng tại Ukraine bị phong tỏa, nguồn cung bị gián đoạn, thì giá lúa mì sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến chi phí lương thực của người dân châu Âu. IMF cảnh báo, giá ngô cũng có thể bị ảnh hưởng, do Ukraine hiện đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu ngô.